qua, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu trong đợt này và khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó không chỉ là vinh dự của các cá nhân, các đồng chí mà còn là vinh dự của Đảng bộ Công an thành phố. Tấm gương chiến đấu, học tập, rèn luyện của các đảng viên sẽ được thế hệ công an thành phố hôm nay noi theo, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên được nhận huy hiệu lần này, nguyện sống, cống hiến hết mình, xứng đáng với niềm tin sắt son của Đảng.